Rồi hello cả nhà mình nha, lại là Thái đây cả nhà ơi. Thì ở cái clip trước đó cả nhà, thì Thái cũng đã đến quay cho chị Út một cái clip, đó là chị Út bánh mì xí mại 15.000 đó cả nhà. Thì ở cái clip trước thì Thái cũng được vợ chồng của chị Ngọc và anh Vũ đã ủng hộ cho chị Út là 200 ổ bánh mì cả nhà. Thì ngày hôm nay là Thái đến đây để nhận 200 ổ bánh mì này để đi phát cho những bà con cơ nhỡ cả nhà ơi. Đó thì bây giờ là Thái đang có mặt tại nhà của chị Út. Đó thì hiện nay là chị Út đang làm bánh mì. Đó bây giờ Thái sẽ vào bên trong quay cho cả nhà mình xem nha. Đó chị Út đây cả nhà ơi. Đây cho em gắn cho chị cái mít đi nè. Đó rồi. Dạ. Rồi. Ôi nè cả nhà, nó ủa chị đi làm bắt đầu từ mấy giờ mà bây giờ được nhiêu rồi nè? Không, Út làm cũng lẹ lắm, hồi 8 giờ rưỡi lận á. À 8 giờ rưỡi ha. À nói chung ra là Út không có, tại vì mình nói là cho giấc trưa, thành ra là Út cũng làm từ từ để chờ anh qua. Dạ. Dạ. Ủa Út ơi, mình làm này là khoảng được mấy ổ rồi Út? Cái đó Út làm 100 rồi đó. À 100 ổ rồi đó hả? Dạ. Ủa cũng nhanh thế Út. Út làm lẹ lắm. Dạ. Nè cả nhà đây nè, giờ Út đang tiếp tục vô nè cả nhà. Đó. Đây xíu mại đây, nhà làm luôn nha mọi người. Dạ, như là mình đi cho thì mình làm sẽ làm xíu mại khô, còn nếu mình ăn ở ngoài á là mình làm xíu mại ướt nước nó ngon hơn. Đúng rồi. Cho nên là mình phải đưa anh chị ngoái cho người cha đi con. Đó, rồi đây là gan nè. Cái này là pate gan. Pate gan nè. Cái này là bơ. Bơ nè. Ừ. Đó, xíu mại bì. Bì. Chả, thịt nguội. Thịt nguội. Thịt là có hết, thịt khè có luôn. Dạ. Đó thì bây giờ là đang chuẩn bị vô 200 ổ. Thì địa điểm phát ở đâu thì cả nhà hãy chờ đón là ở clip sau cả nhà. Đó. Còn đây là bánh mì nè mọi người. Tiếp tục vô những ổ tiếp theo nữa để cho đủ 200 ổ. Thì ngày hôm nay là Thái đi phát cả nhà, thì Thái có dẫn theo hai người nữa, đó chính là em của Thái đó, một đứa em trai và một đứa em dâu đó, để phụ Thái phát nha. Đây. Đúng rồi, phải có ba người mới được. Như thường thường á thì nhà Út cũng vậy, đi phát là phải có ba cha con đi phát, chứ một mình một em mình... cũng không có khai kham nổi đâu. Đi một mình không kịp, tại vì dạ. Mình vừa quay vừa ấy nữa. Dạ đúng rồi. Thằng con phóng xuống qua phát thì cha cho thì con pha con quay vậy đó. Rồi những khi mà cô chú có để Zalo lại cho mình á thì Út sẽ bắn Zalo đó qua cho cô chú coi. Dạ. Chả có khi. Ồ mình có bọc chưa? Hai đứa nó cũng vô bọc đi, vô bọc đi. Nó vô bọc cho lẹ. Vô đi. Lẹ lắm không sao đâu. Đây là con trai thứ mấy? Con trai Út hả? Trời ơi, nhìn cũng lớn quá nè cả nhà ơi. Ủa, con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm 18. Con 18 hả? Vậy là đang học 12 đúng không? Dạ, đúng. Rồi, vậy là cũng sắp vô đại học nữa rồi. Dạ. Vậy là con trai lớn của Út là hiện nay đang học đại học năm năm mấy rồi? Năm 3. Năm 3 rồi hả? Vậy là cũng lẹ quá ha. Nó bây giờ gán làm nuôi hai đứa con đi, sau này hai đứa con nuôi lại. Nè, vô ngồi phía bên trong này nè, vô đây nè. Để lên kênh rồi để cho mọi người rồi thấy rồi chứ ngại ngại gì. Đó, đây là em ruột của Thái nha mọi người. Em trai của Thái đó, em ruột của Thái. Còn đây là em dâu. Nói chung hai đứa này cũng thích làm từ thiện lắm. Khi mà nghe Thái nói đi phát bánh mì là cũng sốt sắng lắm. Bữa nay cũng xin công ty nghỉ luôn. Không, đi cho vui lắm. Rồi em chào anh Út nha. À. Nhìn đấy, bao qua gọt bánh mì. Em vô bọc xong rồi em dạng như em để một sấp gì là 20 ổ vậy đó, để hồi anh bây giờ anh đếm lại nha, để cho mấy anh chị thấy luôn, để cho dạ
thì cứ em cứ cứ sắp một một hàng em cứ vô đi, lá chị có cái bịch đỏ mình vô cái bịch đỏ 30 30 vậy đó cho nó rộn. Dạ 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 ok chị. Mình vô mình cột cái đầu lại luôn đi cho nó gọn không? Cột lại luôn đi, cột lại luôn đi, cột cái đầu lại luôn, ăn cho nó chặt đi để nó khỏi chuột. Nó khỏi chuột đúng rồi. Đây một ổ bánh mì chỉ có 15.000 thôi nha cả nhà, rất là nhiều topping luôn, nó thịt dung dày luôn, chứ đặc biệt đó là được giao lưu với một người chị rất là dễ thương. Ủa chị Út, mình bán như vậy một tuần như vậy là mình không có nghỉ ngày nào luôn hả chị Út? Dạ không anh, em không có nghỉ ngày nào hết, vẫn bán suốt luôn. Dạ. Trừ ra những cô chú mà đặt bánh đó thì em sắp xếp thời gian em làm buổi tối để cho. Là 6 giờ bắt đầu là em về em làm là tới 7 giờ rồi là đi cho. Còn buổi chiều vẫn bán bình thường. Vậy đó hả? Dạ, em cho vào buổi tối không à. Như là 7 giờ là bắt đầu em, 6 giờ là em về, là em làm là 200 ổ là đi cho. Dạ. Nói chung ra mình làm cũng quen rồi, cũng lẹ nữa. Dạ đúng rồi, mình nghĩ là mình dạ. Ngày nào mình cũng làm hết trơn, cái tay mình lại lẹ lên. Như là mình đi cho thì mình làm xí mại khô, mình không có ngâm nước, nó sẽ ướt bánh hết. Dạ. Còn ăn ở ngoài tại liền thì mình sẽ làm cho nước nó sôi, nó nóng lên. Giờ này là mình đi phát là phát cho người ta ăn trưa luôn đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Mấy yêu. Hay quá, đập rồi. Cả nhà bánh mì đậu nậu này nó to đùng của cả nhà ơi. Đó. Đây, đây đã có rồi ạ. Hai đứa có hưởng thức thử chưa? Có ăn, ăn thử không? Ăn thử đi, Út sẽ làm cho ăn thử chơi một ổ, đứa một ổ đi nha, rồi hãy làm tiếp. Ăn rồi cảm nhận cái sao? Ăn nói chung thì hai đứa em của Thái thì nó cũng rất là ít nói luôn cả nhà ơi. Nhiều khi Thái kêu tụi nó làm một cái kênh đi, rồi Thái hướng dẫn để mà đi quay để bà con mình đó, để mà giúp đỡ bà con mình, mà hai đứa nó cũng ngại ngùng lắm, nó ít nói, nó không biết nói gì. Từ từ sẽ quen. Thái cũng không có làm đi, từ từ sẽ quen. Nói chung là hướng dẫn là một phần thôi, nhưng mà quan trọng mình cũng phải nói chuyện này kia cho nó lưu lót này. Thì nếu mà sắp trong thời gian sắp tới, nếu mà em của Thái mà có làm một cái kênh thì mong là mọi người sẽ ủng hộ nha mọi người. Thái sẽ hướng dẫn cho em của Thái làm một cái kênh. Thì em cho em hai ổ bánh mì để làm cho hai em gái, hai em này ăn cái gì. Nói cả nhà, 200 ổ chỉ có vợ chồng của chị Út và một đứa con trai Út, ba người. Ủa con trai Út tên gì Út? Dạ, tên Hải. Tên Hải hả? Đây cho anh giao lưu với em chút xíu coi. Rồi. Rồi chú chào con nha Hải ơi. Dạ chào chú. Đó thì cho chú một cũng muốn hỏi con một số câu hỏi thôi. Nói chung là thì con giờ bây giờ là ba mẹ như vậy đó thì cũng như là làm việc như vậy đó để lo cho con ăn học tới nơi tới chốn như vậy đó, thì con có một cái cảm nghĩ gì về ba mẹ mình không? Dạ thì quá tuyệt vời, con không có, đó giờ cũng không có đòi hỏi gì nhiều hết á. Thì nhà mình vậy thì làm vậy thôi, chứ làm có tiền ăn mừng, ba mẹ làm mừng chứ cũng đâu có dám nói gì đâu. Dạ ok. Thì cũng như ở đây cũng như là cái mình nhìn thấy được đúng không? Mình dạ, nhìn thấy được rồi. Cái sự lao động của ba mẹ mình. Dạ anh thấy rõ ràng luôn, mình cũng có nói được gì hết. Vì vậy mình cũng phải cố gắng mình học phụ thôi, sau chứ. Này mình chăm lo lại cho ba mẹ của mình. Dạ. Quá đó là điều hiển nhiên, chắc chắn phải làm. Ồ, một ổ được rồi, một ổ rồi chị Út ơi, một ổ thôi, tại vì hai đứa một ổ là nhiều lắm á. Cái tướng của em gì mà em ăn ổ không hết nữa mà.
Ủa mà Hải, cho chú hỏi con học bên, nếu mà sau này mà con muốn thi đại học thì con học bên bên ngành nào Hải? Dạ học học ngành, con để nguyện vọng một là ngành báo chí á, nhưng mà nếu rớt thì con vô ngành văn học. Dạ, mình hai cái nó đều liên quan tới viết hết, mốt có gì vô văn học thì cũng có liên quan tới báo chí nữa. À, có nghĩa là con đam mê về viên dạng như là, dạ, là viết dạng như dạ, là viết bài, là có nghĩa là phân tích diễn văn đúng không, phóng sự đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mà nếu mà con rớt hết luôn á là được gọi là đường cùng luôn á, là con đi bán thì... mì với bà mẹ luôn. Dạ không, cái đó là đường cùng của đường cùng á. Cái là đường cùng là đi học ngành công tác xã hội, là mốt là về để làm cho ủy ban phường đi luôn. Không, anh này không có rớt đâu, anh này năm nào cũng giỏi nè. Không, khi khi mà em tiếp xúc với cháu, nói chuyện với cháu nãy giờ thì thấy cháu nói chuyện này kia, con thấy em thấy cũng rất là ok nè. Nó cái suy nghĩ về cuộc sống này kia thấy cháu cũng có tích cực nè. Nói nghĩ một dịch tên xong rồi á, cô chú cũng gửi cho mình làm cái chuyện rất là nhiều, nhưng mà anh này là rất là giỏi luôn. Dạ. Tiền tốt luôn, không có ngừng ngày nào, còn anh kia thì đi học, còn anh này là không bao giờ nghỉ ngày nào luôn. Dạ đúng rồi, nói chung là lên đại học thì công cái việc học nó rất là nhiều luôn á. Nó nhiều lắm. Mẹ cắt đôi đi. Mẹ cắt đôi. Cắt đôi đi chị Út. Cứ cắt đôi nửa ổ, ý là ăn rồi không hết thì ăn không hết đâu. Cắt đôi đi, ở cắt đôi đi. Chứ ăn không hết đâu. Không hết thì ăn nửa ổ thôi. Không có đó đâu, em gói luôn đi. Để vô nửa ổ. Rồi đó. Dạ. Em để nè. Không, em sao em ăn sáng rồi. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ thì cũng đã chuẩn bị cũng sắp xong 200 ổ rồi cả nhà. Thì bây giờ là anh Út sẽ vô một bao nha cả nhà. Một bao như vậy là nhiêu ổ anh Út? 30 đúng không? Quá chuyên nghiệp luôn. Đó, nhìn là quá chuyên nghiệp luôn cả nhà. Đó, một hàng như vậy là 30. À. Đó cả nhà. Một bao như vậy là 30 ổ cả nhà ơi. Nó mình bỏ vô cái gỗ mà ngồi cái mình sắp thì nó rất là gọn luôn. Đó. Đây còn có vài ổ nữa là đạt đủ số lượng đúng không chú Út? Nãy hai đứa ăn bánh mì hay sao? Cho cậu nghỉ coi. Quá ngon đúng không? Ăn hết không? Ăn hết một bỏ không? Hết luôn hả? Ôi ôi. Tại nãy tưởng ăn không hết, cắt làm hai đó. Mà nãy em không dám quay cả nhà, nói lúc đầu nó ăn có nửa ổ mà cuối cùng ăn ổ nên em không dám quay luôn. Anh Út vô rất là gọn cả nhà.
để Hải đi ra phía ngoài, Thái quay cho cả nhà mình toàn cảnh nha. Đó, đó toàn cảnh quá trình làm của mọi người. Một bao 30 thì 6 bao là 180, còn cái kia là 220. Nó là 7 bao cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì còn một ổ cuối cùng này cả nhà ơi, đó là đã hoàn thành xong 200 ổ. Đó thì em cũng xin cảm ơn vợ chồng của chị Ngọc và anh Vũ đã ủng hộ cho chị Út là 200 ổ bánh mì để đi phát cho bà con của chúng ta. Thì bây giờ chị Út có điều gì muốn nói không nè chị Út ơi? Dạ, em cũng nói là xin cảm ơn gia đình của anh chị. Chị Ngọc và anh Vũ cũng ủng hộ cho em một phần, với trả lại cũng mình cũng giúp được những người khó khăn trong cái hoàn cảnh này. 200 ổ này là thấy vậy chứ đỡ lắm đó, người ta cũng cơ nhỡ nhiều, như vậy là đỡ lót lòng cho giờ trưa của người ta nữa. Em cảm ơn gia đình anh chị nha, chúc anh chị Ngọc, anh Vũ nhiều sức khỏe và đồng hành với anh Thái cùng với em đi. để giúp những người khó khăn. Đó cả nhà, hai chị cả nhà thấy không, chị Út nói chuyện đó, nói chung là rất là chắc phát luôn cả nhà ơi. Đó thì mọi người có ủng hộ chị Út thì mọi người hãy ra cái địa chỉ buổi chiều thì là ở dưới chân cầu của Nguyễn Tri Phương nha cả nhà, cái đường Võ Văn Kiệt ở dưới dốc cầu á, ở dưới cái chân cầu á. Còn buổi sáng thì chị ấy bán ở đường Trần Hưng Đạo 61 Trần Hưng Đạo cả nhà. Ủng hộ một ổ bánh mì chỉ có 15.000 thôi. Rồi thì chút xíu nữa thì Thái sẽ đi phát cả nhà. Còn cái chỗ phát ở đâu thì mọi người hãy chờ đón cái clip sau nha. Đó thì bây giờ Thái sẽ quay lại cho cả nhà mình xem đây. Đây là anh Út đang vô một bao như vậy là 30 ổ. Thì mình vô tổng cộng là 7 bao. Đó, 7 bao với lại 1 bao với lại 6 bao chứ đúng không? 6 bao 30 và 1 bao 20 là sẽ đủ cái số lượng là 200 ổ bánh mì. Còn đây cái này là để đi dọc đường ăn đi. Đặc biệt. Hôm nay thì Thái cũng rất là may mắn được hai đứa em đi theo để mà phụ Thái cả nhà. 7 bao này chắc 7 bao này chở hết không ta? Chậm lên được ở dưới đã định để trước được 2 bao. À. Người đi thì chở hết luôn. Người đi nhận được 4 bao. Dạ. 4 bao là phải xem tại mưa. Rồi cả nhà, đây là 1, 2, 3, 4, 5 bao rồi. Rồi bao thứ 6 sẽ chuẩn bị ra luôn. Đó là được 180 ổ rồi đó cả nhà. Đây, đây còn 20 ổ nữa. Ủa cái này mình làm có khi nào dư không vậy Út? À lấy à có nghĩa à, à rồi hiểu rồi, có nghĩa mình là mình lấy đủ bánh ha. Dạ rồi em dạ rồi em hiểu rồi, chứ không phải như cơm mình nấu dư cái mình là dạ em biết rồi đó. Dạ. Yeah.
Rồi. Đó mọi người ơi, bây giờ là cái số lượng đã đủ rồi cả nhà ơi. Đó thì bây giờ thì em và hai đứa em của em sẽ đi phát, thì cái địa điểm ở đâu thì mọi người hãy chờ đón clip sau nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người.